authorization ấy để gửi cái token lên server thì họ hãy dùng cái này. Rồi mình sẽ thử xem thằng server nó nhận được cái gì nhá. Rồi start server này. Rồi mình có thể chọn ở đây là beer token nhé. Rồi mình truyền vào đây cái mã token là được. Mình sẽ đăng nhập thử này. Đây là mình đăng nhập. Rồi mình sẽ truyền cái mã token nó vào đây. Như này này. Rồi mình cho cái mã vào đây. Xem thử. Rồi. Thì đây. Ở đây nó có một cái authorization này, khi mà mình console.log thằng header ra nhá. Đúng không? Console.log thằng header ra nhá, thì nó có một cái gọi là authorization để xác thực mà. Thì anh em copy cái này. Bỏ vào đây. Có phải chờ authorization đấy không? Từ console.log lại thằng này nhá. Giờ thì giờ nó có một đoạn mã như này, ở trên mạng thì hay dùng cái này chưa, và mình ở đây là mình cần phải của chữ peer đứng trước đúng không, thì làm sao để lấy được cái mã token đằng sau. Thế là mình cho ở đây là split, mình sẽ cắt cái chữ peer và mình sẽ cho ở đây, nó sẽ chạm đến một mảng hai giá trị nha. Thì mình chấm chim nữa để xóa phần tử đầu tiên, khoảng trống đầu tiên mà, và mình sẽ cho đây là một đó, thì có vẻ cái mã token không. Đấy, đây là cách thứ hai nhá. Giờ mình sẽ quan sát này, để đây là thử trước mắt mình. Rồi giờ thử trên Atlas xem nó có được không nhá. Chim là nó xóa cái khoảng trắng ở đầu ấy nhỉ. Hôm qua mình để là gì ấy nhỉ? User à? Tìm đây. Thì gọi display đây này. Có xuống lọc nhé. Ok, sao là 4 level not found như này. Thì chờ nó vẫn ra cái mang token cho mình nhá. Nhưng ở đây là có chữ beer đi trước. Mình thử lại. Đó, thì nó là token beer rồi nhé. Đấy, mọi ở trên mạng ý, thì nó hay hướng dẫn để dùng cái beer này để xác thực cái token. Được chưa? Đấy, mọi người có thể thử. Thử trên moment thì đấy. Thì như này. Authorization này. Xác thực. Ở chỗ beer token. Và chúng ta cho cái mã token vào đây là xong. Nhưng mà mọi người đăng ký này thì mọi người có một cái rule ở đây này. Ví dụ như mình cho một cái try đi, hoặc là cái rule, vì mọi người rule là quyền mà. Thì mình sẽ thứ nhất là mình sẽ cho ở đây này. Là try nhá. Mình sẽ cho ở đây là number đi.
Và xin cho giá trị mặc định nhé. 3 chẳng hạn. Còn là string đi. Để đây là ví dụ như là admin nhá. Rồi mình sẽ gọi tạm thời mình comment một cái này đi. Rồi. Mình sẽ đăng ký một tài khoản này. Với username là admin, password 1 rule. Ôi, default gì không phải rule được. Được chưa? Mình chạy thử này. Mình sẽ chạy đọc file DB này thôi nhá. Thì nó có vẻ là ra kết nối thành công không? Thử mong vui chạy nhá. Mình là test và user tables. Ok đây. Trước tiên là mình xóa cái này đi đã này. Số 5 thế nhỉ? Anh ký một lần mà sao làm tự dưng nó phát nó tự mấy thằng này thế nào nhỉ? Thôi mình sẽ để mỗi thằng nhá. À. Quên. Nếu mà để này thì rồi. Thử chứng minh đi. Đăng ký đúng không? Body này. Để đây là admin. Còn là một nhá. Em start. Vâng em, không em chưa start server. Không phải đâu, đây do lag đây ạ. À ơi nhỉ. Đăng ký đúng không? Admin. Đấy, dưới chưa? Thì giờ nó có một tài khoản admin như này. Mình đi xem lại. Xem nó có một cái tài khoản là admin. Rule và admin đúng không? Thì mình chỉ trong cái trong cái dự án của chúng ta ấy thì mặc định nó chỉ có một cái là admin thôi, còn những thằng khác ấy thì nó sẽ là user bình thường nhá. Bây giờ những thằng tài khoản sau thì nó sẽ là user bình thường, được chưa? Tức là trong cái dự án của chúng ta chỉ có một thằng admin thôi, tức là một thằng admin là nó có quyền cao nhất, nó ở đây có các quyền, được chưa? Còn thằng admin ý, thì nó chỉ có quyền xem thôi. Tức là mình sẽ giới hạn thằng user nó chỉ có quyền xem thôi. Ok. Đây, mình sửa đây là TA này. Được chưa? Thì ở đây thằng mọi người có thể thấy cái thằng admin và thằng user của mình có phải là nó có hai cái rule khác nhau không? Đúng không? Thì làm sao để chúng ta khi mà chúng ta đăng ký à chúng ta làm ý, thì chúng ta nhận biết được đây là rule của thằng nào có rule nào để phân quyền. Đơn giản ý, mọi người khi mà làm ý thì mọi người có phải là đăng nhập không, thì mọi người có một cái mã token này đúng không? Được chưa? Khi mà làm một cái mã token như này này thì mình vào server của mình nhá. Ở đây mình có cái token đúng không? Đây mình ở đây mình thay vì mình để này nhá. Thì ở đây này mình ở đây là mình sẽ dùng ở đây là middleware nhá, mình sẽ ít như này này, ít token nhá. Đầu tiên mình direct cho token ra xem nó là cái gì nhá. Decode này, bỏ cái decode này ra. Được chưa? Mình sẽ decode cái token mà mình vừa gửi lên.
xem nó là cái gì nhá. Enemy này đúng không? Copy này. Và paste vào đây. Đây là thằng author. Thì nó phải ra một thằng ID này không? Khi mà mình có cái ID này thì đơn giản là mình sẽ file thằng user model, user model.file. Và mình sẽ tìm theo ID như thế này. Có là gì vkt decode không? Chấm city ID không? Thì nó ra cái gì? Theo mọi người nó ra cái gì? Chấm gen này. Function. Data. Đấy, chấm json. Data. Thì nó có phải ra thể thông tin của người dùng không? Thì giờ mình sẽ dùng cái rule này, role này nhá. Bây giờ mình sẽ if nhau này. If data một à không chứ chấm có phải ở đây mình sẽ phân biệt theo cái role không bằng bằng admin mình cho hẳn ba cái bằng đi cho nó chính xác đấy chấm lesson chào mừng admin Exclamation. Bạn không phải là admin. Được chưa? Thì mình sẽ làm thử nhá. Giờ mình xem thử này, xem nó trả về gì nhá. Thì đây có phải là nó trả một admin không? Về giờ mình thử đăng nhập bằng cái tài khoản của thằng ngữ. Thằng TA bình thường nhá. Thì thằng này có phải là đây. Thằng TA của chúng ta có phải thằng role bằng user không? Giờ mình đăng nhập thử nhé. Và mình paste vào đây. Thì có phải là nó ghi là bạn có phải admin không? Đấy, đấy là phân quyền nhé. Phân quyền đơn giản là mọi người lấy được cái mã GVT. Mọi người giải mã ra. Và mình check cái role của cái thằng ID đấy là được. Ok không? Đấy đúng rồi, thay vì mình ấy như mình dùng cái này thành một middleware thôi. Mình next thôi. Nếu là admin thì next. Còn eo. Đấy nhấn next nhá. Ví dụ như mình đang lấy cái API để cho admin sử dụng ấy. Thì nếu mà là admin thì mình cho next. Còn không thì mình red transaction luôn. Trả về cho người dùng luôn. Được chưa? Mình function. Request hết lần này có phải là mình sẽ test transaction ở đây là chúc mừng admin không chúc mừng admin đã vào đây thử lại nhá thì đây vẫn là thằng user bình thường này thấy chưa giờ mình đăng nhập với tài khoản admin này. Mình sẽ cho vào đây. Xem. Rồi tại sao nó lại lỗi? Mình sẽ thử xem nó tại sao nó lỗi. À. Rồi ok. Thì mình đang để nhầm ngoặc. Ngoặc đây mình đúng. Đấy, đấy là lý do vì sao mình mọi người là nên cho dấu chấm phẩy vào nhá. Được chưa? Cho chấm phẩy vào để mình nhận biết được đâu là thằng kết thúc, đâu là thằng của thằng nào thì mình dễ làm hơn nhá. Được chưa? Thì đây có phải chấm của admin đã vào đấy không? Thì nó có phải sử dụng được cái API của mình hay không? Đó.
Đấy là cách về phân quyền nhá. Mọi người có thể thử làm giống Bluezone 1 nhá. Mình đang làm chuẩn bị làm Bluezone 2 này. Bluezone 2 thì nó sẽ làm giống Bluezone 1, nó cũng có thêm sửa xóa, được chưa? Nhưng cái này là sẽ dành cho admin. Giờ thằng user bình thường ấy, thì chỉ là có quyền xem thôi, chỉ có quyền xem thôi, không có quyền gì hết. Nó giống như cái Facebook của chúng ta ấy, nó chỉ có quyền xem bài viết của người khác thôi, đúng không? Và không có quyền sửa xóa nữa. Nhưng thôi, cái này mình đơn giản là mình đang làm tạm thời thì mình làm như này, được chưa? Thì để làm được hai cái này ấy, thì các bạn là mọi người áp dụng như sau, áp dụng các kiến thức. Nhất, decrypt để mã hóa khi mà đăng ký thì mã hóa mật khẩu cho người dùng, kể cả admin cũng không biết mật khẩu của người dùng, được chưa? Thì để tránh những hợp mà thằng admin nó có quyền nó xem được, nó đăng nhập vào nick của mình xem những cái thông tin bảo mật ấy, thế là giúp bảo mật thôi. Rồi tiếp theo là GFT. GFT thì cái này mình để mã hóa thông tin của người dùng khi đăng nhập thành công. Suy ra điều này giúp cái gì? Giúp phân quyền. Thì khi mà mình làm được mã GFT thì mình phải lưu lưu được mã GFT vào cookie. Mỗi lần sử dụng API ngoài đăng nhập phải đăng ký thì phải dùng mã GFT để check quyền và check xem đã đăng nhập hay chưa. Được chưa? Rồi, thế thôi. Thì đây có phải là theo web của chúng ta nó sẽ có một trang đăng nhập và đăng ký như này không? Nếu mà chưa có tài khoản thì mình sẽ bấm vào đăng ký. Được chưa? Thì đăng nhập này ấy, đơn giản là mình sẽ cho cả admin và người dùng bình thường đăng nhập chung một cái API thôi. Được chưa? Nếu mà nó mà đăng nhập thành công ấy thì nó sẽ check quyền, check cái role xem nó là admin hay là user. Nếu mà admin thì mình sẽ redirect đến trang của admin. Còn nếu mà người dùng thì mình redirect đến trang của người dùng bình thường. Được chưa? Thì đây ví dụ như em đăng nhập trang admin như này. Thì trang admin đây nó ở đây đủ các quyền là thêm, thêm mới, sửa và xóa. Chính là cái project một của chúng ta ấy. Được chưa? Thì khi đăng nhập thành công nó có vẻ này, nó một cái mã ở đây không? Đây token đây. Được chưa? Thì khi mà mình sử dụng các nút này nhá, mình sẽ gửi cái mã này lên, check xem nó có vẻ đúng là thằng admin không. Được chưa? Nếu mà đúng thì mình mới cho sửa, nếu mà sai thì mình sẽ thông báo nó là không phải admin và nó không có quyền sửa cái này. Ừ thì em đây trang admin mà. Thì em là đây là trang admin nhá. Home admin này. Được chưa? Vâng, em đang nhập tờ bằng admin nhá. Thì đây nhá. Ừ tùy tùy đấy, tùy mọi người thôi, đấy em nói thế.
Ừ thế không được thì thứ nhất nhá, khi mà mình đổi nhá, thứ nhất này, khi mà mình edit nhá, edit mật khẩu này, edit mật khẩu này nhá, từ từ nhá, edit thằng mà có, ừ nhưng khi mình edit thằng này nhá, demo này, thằng em mình edit cái mật khẩu của một thằng khác nhá, khi mình bấm vào một đây là một nhá, mình sửa nó thành một chẳng hạn nhá, thì nó có phải mã hóa thành một cái mã riêng à, thành b clip khác nhá, ví dụ nhá, như nhá, thì có phải không, nó thành một mã khác không, để vì sao, để lần sau nó đăng nhập ấy, nó còn đăng nhập đúng cái mật khẩu là một thì nó mới đăng nhập được, còn nếu mà anh em mà không sửa này nhá, về sau mà anh em so sánh hai cái hàm b clip ấy, hàm nhớ con hàm b clip chấm cam me này không, còn nếu mà anh em so sánh như thế nhá, nó là sai đấy, được chưa. Nhưng em là khi mà cập nhật thì anh em cũng vẫn phải mã hóa nó thành một cái chuỗi như thế này, hiểu không đó. Còn nếu mà người dùng bình thường thì sao, người dùng là bình thường là sẽ như thế này, đây nó chỉ thế này thôi, nó không có cái gì cả, và trang home của nó là API khác nhá, nhìn thấy API home của nó khác không. Vâng, thế là tùy anh thôi. Được chưa? Thì anh có thêm ở đây là tài khoản của tôi chẳng hạn. Thì anh bấm vào đây thì có thể sửa. Nó có thể nhìn thấy được cái username, password của nó và nó có thể sửa. Ừ, mỗi mỗi thằng một khác nhá. Đây là trang người dùng bình thường này thì có vẻ là nó là trang home không? Với đây là admin thì là home admin. Tức là người dùng và admin nó hai là hai trang khác nhau thôi. Mới là một trang, ví dụ như mà trang home đúng không, trong trường hợp mà người dùng mà không muốn chưa đăng nhập mà đã muốn vào trang home ấy, thì mình check, đơn giản là check cái mã có phải là giờ mà mình không chưa đăng nhập là mình chưa có cái mã token ở đây không, thì nó không vào được cái trang home không đấy. Thì khi mà nó không có cái mã GFT ở đây này thì mình đuổi nó ra trang đăng nhập này, hiểu không, không cho nó vào. OK. Demo cái logout này. Đây mọi người có thể search với từ khóa là clear cookie Node.js. Đây là mình sẽ xóa ở trên server nhá, xóa ở bên server nhá. OK, thì khi mình sẽ gọi như này. Đây, mình paste cái code này vào là let.clear nhá. Token này. Đúng không? Mình sẽ để tên nó là token nhá. Và khi mình đăng nhập ở đây này thì có vẻ là mình để hay ra không? Đây là lưu cookie, tức là lưu giá trị của token và cookie bên phía server thì có vẻ là lưu thế này không? Hôm trước mình hướng dẫn rồi đấy. Đúng không? Như này là em phải demo, em phải có cái ở cookie thì em mới demo được cho mọi người chứ. Login nó user đăng ký à, đăng ngoài cái này save đăng nhập đây đúng không, thì giờ cookie nó chưa có đây em xóa vào nhá, giờ chưa có gì đúng không, thì giờ đăng nhập nhé. OK, chưa vào server. Rồi, check lại cookie xem có gì không. Không có gì nhá. Không cookie nhá. Đánh nhầm này. Giờ nó có thành công rồi đúng không? Có cookie check này. Giờ nó có một cái cookie đúng không? Giờ vào này nhá. Đó vào này. Đây đúng không? Đó vào. Đó vào này đúng không? Để thử nhá. Rồi nó vẫn có một cái nhá, clear này, rồi thì mình chưa trả về gì mà add.json thành công. OK, mình sẽ thử vào trong này xem có cookie nào nhá, quan trọng là cái hạn của nó ấy.
chưa? Đấy anh nhìn lại này. Rồi nếu mà thích thì anh redirect đến trang đăng nhập. Đây giờ có một cái đúng không? Đây còn mã này đúng không? Giờ bấm vào logout nhé. Trước khi bấm vào logout mình check này thì nó vẫn có một cái này, đúng không? Bấm send nhé. Thành công này. Thì đây giờ nó mất chưa? Đấy.